Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Việt Nam ngày nay trên kênh truyền hình Nét Việt VTC10. Chương trình ngày 21 tháng 3 năm 2012 sẽ có những thông tin chính sau đây. Lễ kỷ niệm chính thức Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm 2012 đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, một lần nữa thêm khẳng định vai trò của tiếng Pháp và những nỗ lực của cộng đồng Pháp ngữ vì sự hòa bình và phát triển của thế giới. Tiếp nối hoạt động nhân kỷ niệm quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, đoàn nghệ thuật quốc phòng xứ Kim Chi tiếp tục làm nóng không khí Hà Nội. Các địa phương tại Việt Nam đang nỗ lực tìm giải pháp để đảm bảo cân bằng mối quan hệ tương tác giữa du lịch và bảo tồn di sản, tiến tới phát triển bền vững. Tối ngày 20 tháng 3, lễ kỷ niệm chính thức Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm 2012 đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Văn phòng Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đặt tại Hà Nội, nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Anissa Barak, Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ trong các lĩnh vực hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, văn hóa, ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, qua đó đóng góp vào sự ổn định và phát triển của các quốc gia Pháp ngữ, cũng như ở khu vực và trên thế giới. Bà Anissa Barak hoan nghênh những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường giáo dục tiếng Pháp, tham gia các hoạt động hợp tác và đào tạo Pháp ngữ. Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ và em Nguyễn Thanh Ngọc Bình, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội đã được trao kỷ niệm chương vì những đóng góp tích cực cho phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam. Để chào mừng sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Cộng đồng Pháp ngữ 20 tháng 3 và thắt chặt thêm quan hệ hợp tác hai nước, nhiều diễn đàn song phương đã được tổ chức. Ngay trong chiều 20 tháng 3, Đại sứ quán Pháp cũng đã chủ trì tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí với chủ đề Phát triển bền vững vùng ven các đô thị tại Việt Nam. Vấn đề được đề cập nhiều nhất trong cuộc gặp gỡ báo giới lần này là giao thông và quy hoạch. Bởi với quy hoạch tổng thể, Hà Nội đã xác định được các định hướng phát triển của thành phố cho thập kỷ tới. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là triển khai làm sao cho hiệu quả để cân bằng giao thông cho đi lại và vận tải hàng hóa. Xây dựng đường cao tốc, tàu điện ngầm, cầu vượt Bắc Sông Hồng là những giải pháp đang được nhiều chuyên gia Pháp đưa ra thảo luận và tham khảo ý kiến truyền thông cũng như công chúng. Bên cạnh sự thuận tiện và giải quyết những bất cập nội tại, định hướng kết nối vùng ven với trung tâm thành phố mà vẫn giữ được hành lang xanh và bảo tồn các khu phố cổ, Hoàng Thành Thăng Long để đưa Hà Nội thành một trong những thành phố đẹp của châu Á cũng là vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới. Tiếp nối chuỗi hoạt động biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam, sáng nay ngày 21 tháng 3, đoàn đã làm nóng không khí Hà Nội với buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc 49 Nguyễn Du. Bầu không khí Hà Nội như nóng lên bởi những tiết mục biểu diễn sôi động của đoàn nghệ thuật quốc phòng Hàn Quốc và đặc biệt nóng bởi sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc truyền thống, dàn nhạc nhẹ quốc phòng đã mang đến những tiết mục đặc sắc cho chương trình. Đúng như tên gọi của chương trình, các tiết mục đều vượt trên âm thanh để lan tỏa những cảm xúc và phong tràn nhiệt huyết. Buổi diễn một lần nữa mang lại cho người xem nhiều ấn tượng tốt đẹp, đặc biệt là với khán giả trẻ. Mở màn cho chuỗi sự kiện Phụ nữ và truyện tranh kết nối những nền văn hóa ngoài Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam, triển lãm manga và phụ nữ diễn ra sáng ngày 21 tháng 3 đã giới thiệu về hình ảnh shoujo manga hay còn gọi là truyện tranh dành cho phái nữ. Triển lãm mang đến cho độc giả những ấn tượng độc đáo về dòng tranh manga Nhật Bản. Triển lãm trưng bày 60 bức tranh của hai nữ họa sĩ truyện tranh Nhật Bản là Hideko Mizuno và Moto Hayo, là những tác giả sáng tác truyện tranh dành riêng cho phái nữ. Khác với những tác phẩm manga được biết đến từ trước của những họa sĩ nam với nét vẽ mạnh mẽ, dứt khoát, shoujo manga là sự mềm mại, lãng mạn với cốt truyện dễ hiểu, đi sâu vào đời sống tâm hồn của phái nữ. Các tác phẩm đã thu hút người xem bởi sự tinh tế trong nét vẽ, độc đáo trong nội dung, mang lại những góc nhìn mới lạ cho những độc giả vốn đã yêu thích truyện tranh manga. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 15 tháng 4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đọc sách từ lâu đã trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người. Sách là kho tàng quý cất giữ di sản văn hóa của nhân loại và giúp con người mở ra cánh cửa tri thức. Sách cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, những người đang nắm giữ chìa khóa tương lai của đất nước. Chính vì lẽ đó mà Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 vừa mới khai mạc đã thu hút đông đảo độc giả tham dự. Hàng nghìn độc giả yêu sách đã hào hứng đổ về công viên Lê Văn Tám tham dự hội sách lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh.
hơn 200.000 tựa sách với 20 triệu bản in của các nhà xuất bản cả trong nước và quốc tế được giới thiệu đã góp phần đáp ứng nhu cầu đọc sách của đông đảo khách tham dự. Các gian hàng trưng bày sách như Fahasa, Hà Nội luôn tấp nập bạn trẻ tham quan, tìm kiếm những tựa sách yêu thích. Đến ở đây thì em hy vọng là mình có thể tìm những cuốn sách nói về những cách dạy về, nói chung là về văn hóa của đất nước Việt Nam cũng như là trên thế giới, bởi vì là nó giúp cho hỗ trợ về cái chuyên ngành mà em đang học, và cũng như những cái sách mà bổ trợ cho cô gái như là sách nấu ăn chẳng hạn. Đến đây lần đầu tiên thì em thích nhiều sách rất là lớn, và về mặt sách thì nó rất là phong phú và đa dạng, nó thỏa mãn cái nhu cầu của em. Bên cạnh những gian hàng truyền thống, hội sách năm nay còn hấp dẫn độc giả, đặc biệt là các em thiếu nhi, bởi nhiều hoạt động mới lạ như khu vui chơi hay gian hàng bút chấm đọc của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Tại đây, các bé háo hức khi được trải nghiệm các tính năng độc đáo của bút như đọc sách, học ngoại ngữ, thu âm với 2.000 phút. Song song với sản phẩm mới này, VTC Academy còn mang đến hội sách nhiều thông tin bổ ích về các ngành học liên quan đến công nghệ như thiết kế đồ họa 3D game và hoạt hình, phát triển ứng dụng di động. Không chỉ giúp các em trải nghiệm những tính năng hấp dẫn của dụng cụ học tập mới, mà còn tạo điều kiện để học sinh và sinh viên đam mê công nghệ, tiếp cận thông tin, tìm được cơ hội chọn ngành học phù hợp. Lần này VTC tham gia cái hội sách thành phố lần này thì mang tới hai cái sản phẩm chính. Đó là cái sản phẩm thứ nhất là cái bút chấm đọc dành cho thiếu nhi từ 3 đến 12 tuổi. Và cái sản phẩm thứ hai là cái chương trình đào tạo VTC Academy. Với cái bút chấm đọc thì nó là một cái sản phẩm rất mới và hấp dẫn ở trên thị trường. Thì nó phát triển được hai cái phần là ngôn ngữ và trí tuệ cho các em thiếu nhi. VTC Academy thì là một cái sản phẩm giáo dục mới của VTC. Thì chúng tôi chủ yếu tập trung là đào tạo cái chuyên ngành về công nghệ và nội dung số, đào tạo cho các cái bạn học viên mà có cái nhu cầu học tập và làm việc thực tế cho cái để phục vụ cho cái nhân lực về công nghệ và nội dung số tại Việt Nam. Với chủ đề sách, tri thức, hội nhập và phát triển, hội sách không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo bạn đọc, phát triển và tôn vinh văn hóa đọc, hình thành hợp điểm cho các đơn vị xuất bản phát hành sách trong nước và quốc tế. Đồng thời, hội sách còn là sân chơi văn hóa lành mạnh, giới thiệu đến độc giả những thiết bị công nghệ mới, hỗ trợ quá trình học tập cho các em, góp phần củng cố tri thức để các em vững vàng mở cánh cửa thành công của cuộc sống tương lai. Ngày 21 tháng 3, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu và tham gia tọa đàm về sản phẩm du lịch bảo tàng. Đây là hoạt động tích cực trong việc giới thiệu và quảng bá nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bảo tàng Phụ nữ là nơi giữ gìn và bảo quản các hiện vật gắn liền với truyền thống và các giá trị phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt. Sau thời gian nâng cấp, hiện nay bảo tàng đã hoàn thiện về quy mô và sinh động trong phong cách trình bày. Các đại biểu tham gia tọa đàm đánh giá các giá trị văn hóa và vật chất của Bảo tàng Phụ nữ là khá hấp dẫn với nhiều du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Chính vì thế, cần tìm ra một tiếng nói chung giữa nhà tổ chức lữ hành và các đơn vị làm du lịch. Theo đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cần thiết phải được đưa vào các điểm đến, đẩy mạnh công tác quảng bá trên các phương tiện đại chúng, đặc biệt là Internet. Sắp tới, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ trở thành một trong những điểm tham quan chính thức cho du khách trong các tour du lịch tại Hà Nội. Dự thảo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội vừa thống kê danh mục công trình nhà ở có giá trị cần được bảo tồn, trong đó có 237 công trình nhà ở có giá trị đặc biệt. Quy chế được áp dụng cho toàn bộ khu phố cổ có diện tích 100 ha, phía Bắc giáp phố Hàng Đậu, phía Đông giáp phố Trần Quang Khải, phía Tây giáp phố Phùng Hưng, phía Nam giáp phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Hàng Thùng. Khu phố cổ gồm 80 ô, được chia thành hai khu vực. Khu vực bảo vệ tôn tạo cấp 1 giới hạn trong các phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Trần Nhật Duật, diện tích khoảng 19 ha. Khu vực bảo vệ tôn tạo cấp 2 là các phố còn lại. Khu phố cổ hiện lưu giữ được nhiều giá trị vật thể, phi vật thể với nhà hình ống nhiều lớp, phố nghề truyền thống phát triển mạnh. Cùng với việc bảo tồn lớp nhà ngoài với công trình kiến trúc có giá trị, các công trình xây mới phải phù hợp chiều cao từng tầng, hình thức kiến trúc công trình liền kề và đoạn phố, đồng thời khôi phục sinh hoạt của người dân theo tính chất tuyến phố.
Quy chế cũng đề xuất mở rộng phố đi bộ Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Giày, Lương Ngọc Quyến tại hiện Đào Duy Từ. Dự kiến đến năm 2020, dân cư trong khu phố cổ giảm còn khoảng 50.000 người. Trong nhịp sống hiện đại, việc bảo tồn di sản văn hóa như thế nào là một bài toán phức tạp bởi thực tế đã phát sinh những xung đột hết sức tự nhiên giữa việc bảo tồn di sản với quá trình hiện đại hóa. Đối với hoạt động du lịch di sản, giải quyết mối quan hệ tương tác giữa du lịch và bảo tồn di sản là nội dung quan trọng. Đó cũng là vấn đề cốt lõi được nhiều nhà nghiên cứu, quản lý, bảo tồn văn hóa di sản ở Việt Nam quan tâm. Đối với trường hợp của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, cùng với việc gìn giữ nguyên vẹn các hiện vật, cấu trúc đền thờ, cơ quan chức năng cũng như người dân Phú Thọ đã tái hiện gần như vẹn toàn các nghi thức thờ cúng, lễ rước, lễ hội đền Hùng diễn ra hàng năm. Đây là một ví dụ tiêu biểu trong công tác bảo tồn nguyên gốc giá trị di sản trước những tác động của quá trình hiện đại hóa mà Phú Thọ đã làm được. Việc phục dựng này cũng là một trong các hoạt động của dự án bảo tồn di sản do Viện Nghiên cứu Văn hóa thực hiện tại nhiều địa phương của Việt Nam. Với cái tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ấy, thì cái quá trình hiện đại hóa nó dẫn đến là một cái lượng du khách rất đông về hành hương, về cội nguồn, để tưởng niệm lịch sử, thì người ta sẽ thấy rằng là cái đó nó phát triển, nó được phát triển. Đấy, thì càng ngày nó sẽ càng được bảo tồn. Đấy, quá trình hiện đại hóa ấy, nó tạo ra cho cái ngành du lịch phát triển, thì chúng ta có cơ hội để quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa nhiều hơn. Du lịch di sản phát triển, đó là một tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp không khói của Việt Nam. Tuy nhiên, chính điều này cũng đặt ra những thách thức lớn cho di sản, nhất là sự thương mại hóa và hòa tan văn hóa. Bởi vậy, xây dựng và cân bằng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Xây dựng cái mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong quá trình hiện đại hóa là một cái việc rất là cần thiết. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải giải quyết ở rất nhiều các cái phương diện khác nhau. Mà trong đó thì có hai chuyện mà tôi nghĩ là quan trọng nhất là nhận thức của cộng đồng và tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ. Bởi vì hơn ai hết thế hệ trẻ là người sẽ quyết định cái tương lai của các di sản đó. Thay đổi nhận thức cộng đồng để phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn di sản là phương pháp mà nhiều địa phương ở Việt Nam áp dụng. Từ năm 2010, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UNESCO để trùng tu lại các di sản đang xuống cấp, như tháp G ở Mỹ Sơn, bảo vệ động thực vật quý hiếm tại Cù Lao Chàm. Mô hình này cho thấy những lợi ích tích cực cho cả hoạt động du lịch và bảo tồn di sản. Mô hình đó là mang lại lợi ích cho Quảng Nam là trước hết chúng tôi thấy rằng cái việc bảo tồn nó đem lại cái kết quả là những cái di tích, di sản và những tài nguyên thiên nhiên nó không bị mai một đi nhiều, không bị xâm phạm nhiều, không bị hủy hoại nhiều. Và du lịch là phát triển với cái tốc độ cao, hàng năm có thể nói là trên 20%. Gìn giữ di sản để tăng cường và phát huy giá trị tiềm năng du lịch. Ngược lại, phát triển du lịch cũng là biện pháp để bổ sung nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn di sản. Mối quan hệ biện chứng này đang được nhiều địa phương nỗ lực tìm hướng giải quyết để phát triển du lịch bền vững trên nền tảng quý của những giá trị di sản văn hóa. Không phổ biến như cầu sắt, cầu đá hay cầu gỗ thông thường, cầu ngói là một dạng kiến trúc độc đáo và hiếm thấy nhất ở Việt Nam. Những cây cầu uốn cong như cầu vồng có tuổi đời mấy trăm năm, lợp mái ngói cổ kính, nằm soi mình bên dòng nước trong xanh đã mang đến cho phong cảnh làng quê Việt một vẻ đẹp thật đặc biệt, khó quên. Những hình ảnh về cầu ngói Việt sẽ thay cho lời kết bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.